Tử Vi Đức Thắng xin chào anh chị Bài hôm nay tôi chia sẻ tới anh chị về lá số tử vi của Nam Mệnh Sinh ngày 28 tháng 12 năm 2003 Dương lịch ấy Âm lịch ngày 16 tháng 12 năm quý mùi Giờ là giờ tị anh chị nhé Năm xem 2022 Năm nhâm dần tuổi 20 đang nằm trong cái đại vận là từ 13 đến 22 Đánh giá chung về lá số thì tôi thấy bạn này nói chung là khá là thông minh à, Công danh các thứ rất là sớm rực rỡ Tại vì đào hoa Thái Dương cử cung quan Tiếp theo như là mệnh lại hồng loan thiên không, thân lại cư thê thiên lương địa không Thế nên là lá số này độ rủi ro đi tu rất là cao đấy nên phòng tránh một chút nếu nên phòng tránh một chút đặc biệt là cung thiên di nó sáng như thế này nên xuất tổ ly tông thì sẽ tránh được cái những cái đấy, đấy thái âm là sự hưởng thụ mà còn ở quê uh, sợ, lập nghiệp ở quê hương bản quán thì là hồng loan là thiên không thiên đấy cô thần quả tú là cô đơn khắc nghiệt này thiên hình là cái gì thiên hình là nghiêm khắc thiên hình là kỷ luật hồng loan đi với thiên không là hiện tượng sắc sắc không không của nhà phật thiên hình đi với quốc ấn đi với tướng quân chắc chắn là cái độ kỷ luật của đồng chí này rất cao tư tưởng lại rất độc lị dạng, độc dị lạ thường thế nên là thân lại cứ thê thiên lương địa không tình duyên hơi ngang trái tiếp theo phúc đức lại thiên đồng thiên đồng ở cung phúc đức tổ hợp những cái cung này rất dễ đi tu mặc dù là cung con cái bạn rất tốt thế nên là khả năng đi có cái khả năng đi tu thôi chứ không phải là cứ, cứ chắc chắn 100% đi tu. Có đi tu hay không là do mình lựa chọn nữa anh chị nhá. Nhưng mà cái tổ hợp mà nó như vậy thì tôi báo trước một chút. Rồi tiếp theo tôi thì... Tiếp theo là gì? Tiếp theo là mệnh cục bình hòa, mệnh cục bình hòa, thân cư thiên di, thiên cơ thái âm, hóa khoa phục binh hợp tuyệt ra ngoài cũng tương đối khi nào nhưng mà ra ngoài thì nó tốt hơn ra ngoài niềm niềm vui hơn ra ngoài thì nhiều quý nhân hơn chính là thiên hỷ đi với long đức đi với hoa khoa thiên cơ thái âm nhưng mà ra ngoài có phục binh ở đây thì nói chung hãy cần ra ngoài lắm kẻ rèm pha lắm kẻ em hại chính là cái sao này rồi tiếp theo là gì thân cư thê thân cư thê thì nói chung là cả một đời thân cư thê ảnh hưởng rất rất nhiều từ vợ tốt hay xấu từ vợ rất nhiều thân cư thê mà lại có địa không lại có phục binh như thế này lại có thiên diêu đào hoa như thế này xem ra tình duyên có cái gì đó khá là trục trặc rất là trục trặc anh chị nha địa không nó ăn trái nhiều quả đóng vào đâu thì nó hại đấy tiếp theo là con phục binh là có thiên diêu là có đào hoa như thế này nói chung hơi gian nan về quả tình duyên này thế nên mệnh lại tư tưởng độc dị lạ thường đấy, thân cứ thế là gian nan nhưng được cái cung tử tức sáng con cái sau này là thành công thành danh thành đạt rồi tiếp theo chúng ta vào cung mệnh của bạn này cung mệnh mệnh vô chính diệu đắc là đắc một không này đắc một không này đắc hai khuông này đắc là âm dương âm dương mối tội là hơi tối một chút Mệnh cách vô chính diệu thì lấy cung thiên di để làm chính Cung thiên di là gì? Đầu tiên là mệnh hồng loan thiên không là tư tưởng năng động, nhanh nhẹn, tháo vát Nhưng mà có hơi có gì đó độc dị lạ thường và hơi thiên hướng liên quan đến tu hành đấy Hồng loan thì chăm chỉ chịu khó Nhưng mà thiên không thì rất là độc dị lạ thường tiếp theo thiên hình đứng đắn đàng hoàng nghiêm rất nghiêm khắc rất kỷ luật chính là cái sao thiên hình thế nên đồng chí này nếu mà nói về học hành thì những cái bộ môn liên quan đến toán lý hóa thì nó sẽ hợp lý hơn tiếp theo cô thần quả tú thì hơi khó tính một chút hơi ký tính một chút hơi cô đơn một chút chính là cô thần quả tú mệnh hồng không cô quả thân cư thê thiên lương địa không lại có đào hoa thiên diêu thì phục binh nó chiếu vào cung đây đấy vẫn lại cả mộc dục nữa toàn những sao tình ái tình yêu nhưng mà gặp những cái sao nói chung là phá nát đời hoa này địa không thế nên tình duyên là hơi xấu tiếp theo tướng quân quốc ấn cũng là tướng quân này. tướng quân chỉ thích dụng binh bệnh phù đấy tật trong mình thì không đấy chính là sao tướng quân năng động nhanh nhẹn tháo vát chính là cái sao tướng quân tam thai tính tình phóng khoáng sở lời rộng lượng tam thai là thượng đình hạ các người có tam thai thì chán là đầy đặn chán là rộng mở đấy là tam thai Ừ, bát tọa là cái cằm tiếp theo đấy, thai tọa tam thai ở cung mệnh nhưng bát tọa ở cung thân nhưng mà lại gặp cái con địa không như thế này mệnh cách này lại là, là địa không địa kiếp hỏa tinh cô quả nói chung là mệnh không ổn lắm tiếp theo quốc ấn thức quốc ấn thì dễ làm trong nhà nước nếu mà làm trong nhà nước gặp nhiều cái không may mà gặp nhiều cái trái ngang mà không chịu được là rất dễ đi thu này hồng loan thì vì thiên không nó chính là cái đồng chí này, này. kiếp sát cũng có một chút đánh đá đấy cô thần quả tú ký tính lâm quan thì gặp bạn bè mà nói chung là quen biết rồi thì hơi quàng quạc một chút còn lại đây cùng thiên gì anh chị nhá đây, mệnh vô chính diệu xem xét cung thiên di khá là nhiều Đấy, mệnh này là có đào hồng hỉ chiếu về nhưng mà lại đi với thiên không thiên hình địa kiếp hỏa tinh cô thần quả tú Đấy, lắm mỗi tối làm không mặc dù đông nay trí này rất sát gái anh chị nhá. mệnh vô chính diệu có hồng loan cũng làm sao đào hoa nhưng cái đào hoa này đào hoa trong tinh thần nó không cởi mở nó không rực rỡ như sao đào như là cái sao đào hoa ở cung quan lộc này như là cái sao tham lang này tiếp theo thiên cơ thái âm thiên cơ thái âm thì hợp mẹ hơn hợp cha hợp bà hơn hợp ông đấy là thiên cơ thái âm hợp các chị em hơn hợp các anh chính là thiên cơ thái âm mệnh này mệnh vô chính diệu ảnh hưởng từ cung thiên di rất nhiều thế nên với cái cung thiên di này với cái đồng chí này cung thiên di này cũng gần như có thể coi là một cái cung mệnh nào đó thế nên cung thiên di này tốt hay xấu đi ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến cái con đường công danh tài lộc của đồng chí này rất cao cung thiên di là gì cách cục là cơ nguyệt đồng lương hội hóa khoa đấy, cách cục là minh lộc ám lộc thế nên ra ngoài khá là hay nhiều cái kiến thức nhiều cái trí tuệ ở bên ngoài hóa khoa đệ nhất cả giải thần ra ngoài thì thiên cơ đi với tuyệt mệnh cách thì cô thần quả tú xem ra nhiều khi rất ít chia sẻ với mọi người thiên cơ đi với tuyệt ra ngoài rất kín đáo nhưng mà ra ngoài thì có cái niềm vui từ thiên hỷ và long đức nhưng mà ra ngoài rất dễ bị người ta lừa gạt chính con phục binh đấy phục binh với lưu hà ra ngoài rất dễ bị lừa gạt thiên cơ đồng chí này nếu ông nói về tâm tính thì như này thiên cơ thiên cơ thuộc mộc bình dài tâm từ tính cấp đa tài đa mưu, chính là cái sao thiên cơ sau này thì khóa hóa khí là thiện chủ về anh em đấy. Thiên cơ thì chẳng ngắn chẳng dài lòng lành tay khéo gồm hai đức nghề chính là sao thiên cơ. Nói về nghề nghiệp của thiên cơ thì có thể liên quan đến giáo viên, liên quan đến dạy học, liên quan đến trí tuệ, liên quan máy móc công nghệ thông tin và các thể loại máy móc chính là cái sao thiên cơ. Rồi vào cái sao thái âm ạ. À. Tiếp theo thái âm, thái âm thì là ăn chơi, thái âm thì là hưởng lạc, thái âm thuộc thủy thực lạc, văn chương và cũng nguyệt hoa phong tình chính là sao thái âm chính là sao thái âm, bệnh mệnh bạn này lại là mệnh mộc này, mệnh lại là mệnh mộc, ăn vào cả sao thiên cơ và sao thái âm. Tuổi tuổi thì là tuổi âm ăn vào cái sao thiên thái âm rất nhiều nhưng mà sinh lại sinh vào ban ngày anh chị ạ. Thế nên là ăn nhập vào sao thái âm nó không được nhiều. Rồi thái âm đi về hoa khoa thì cái sự tối tăm của thái âm nó đã được sáng lên rất nhiều. Hoa khoa là gì? Là công danh, là khoa bảng, là cái danh dự, là cái uy tín, chính là hoa khoa, thái âm thì hơi tối nhưng gặp hoa khoa là sáng lên rồi. Tiếp theo ra ngoài thì có uy danh được nhiều người biết đến, được nhiều người trọng trọng dụng cái tài năng của mình chính là lá số này. Tiếp theo cung Thiên Di này lại giáp Tử Vi, giáp Thiên Phủ nó đẹp ở cái điểm này anh chị nhá giáp tử vi giáp thiên phủ người ta gọi là cận quan cận quý chính là cái lá số này thế nên là tốt nhất là đi ra ngoài có cái sự vui thú có cái sự hưởng lạc có cái sự ăn chơi một chút tiếp theo lại giáp tử vi thiên phủ thì cận quan cận quý hay chơi hay kết bạn hay gần với những cái người mà có công danh chức vị của tài lộc quyền hành nó nhiều nó khá giả chính là lá số này còn không lá số này mà là một làm trong nhà nước hai là lập nghiệp ở quê hương thì độ đi tu rất là cao chính là lá số này mặc dù cũng con cái rất là đẹp anh chị ạ rồi tiếp theo mệnh cách này rồi cung thiên di là như vậy nhá. Tiếp theo cung quan lộc là thái dương, thái dương là gì? Thái dương ở cung tí người ta gọi nhật trầm thủy bể cứ từ từ mà phát sáng lên. Nói về ngành nghề của thái dương thì cũng là ngành nghề liên quan điện, nhiệt, máy móc, ánh sáng, công nghệ thông tin chính là sao thái dương. Ngoài ra thái dương nó cũng thái âm thái dương là nó chủ về xem nào bất động sản này liên quan tài chính kế toán tiền bạc chính là sao thái dương thái dương đi với lộc tồn thì bạn này có cũng có thể học về tài chính kinh tế kế toán là thái dương lộc tồn Thái Dương đi với Đào Hoa đi với Hồng Loan như thế này thì sau này nói chung là hiển đạt công danh sớm Đào Hoa người ta gọi là thông minh nhanh nhẹn tinh ý tháo vát Đào Hoa là gì Đào Hoa là cái bông hoa khoe khoa, sắc khoe hương ở cung quan lộc tức là tượng công việc sau này ra ngoài đời là nói chung làm việc nhanh nhẹn năng động tháo vát được mọi người biết đến để ý đến chính là sau Đào Hoa cung thiên di lại giáp tử vi thiên phủ với cách cũng rất là hay Đấy, lộc tồn ở cung quan thì sao lộc tồn ở cung quan tức là có của dư có của để hay được của biếu xén nguyệt đức thì may mắn cắt lành bác sĩ thì thông minh y diêu đi với đào hoa nói chung trong trong cái công việc thì nói chung có cái gì đó hoa lá cành tiếp theo có thái dương đi với dưỡng thì càng ngày nó sẽ càng tốt lên càng ngày nó sẽ càng phát triển lên nhưng mà cái cung quan lộc này nó là hội địa không địa kiếp hỏa tinh cô thần quả tú thiên hình thì hãy cẩn thận trong cái cung công việc này nói chung phải phải đấu tranh nhiều gian nan nhiều cái vất vả Tuy nhiên là Thái Dương gặp triệt rồi thì cứ bình thản và phát triển Cũng hợp với cái sao tam thai của mệnh Nói chung là càng buông thì lại càng được Chính là cái lá số này nhưng đừng buông quá là được Tam thai Tiền không đấu tranh quá rồi cuối cùng thành không Đi theo cái thì tam thai thì lại ổn anh chị nhé Là cung quan lộc Thái Dương rất hợp với mệnh mộc cục mộc Rồi tiếp theo tiền bạc Tiền bạc thì phân minh này Ái tình thì sòng phẳng Chính là cái lá số này Thực ra cái câu này hình như là tôi tôi cũng nói về một cái lá số nào rồi đấy ta tiền bạc là cự môn đi với địa kiếp đi với hỏa tinh không rõ ràng không giành mạch thậm chí rõ ràng giành mạch rồi vẫn bị nghi ngờ vẫn bị thị phi vẫn bị tranh chấp đấy là cự môn đi với địa kiếp hỏa tinh thậm chí là đến cái mức độ cự môn địa kiếp hỏa tinh lại còn hãm hại nhau cơ địa kiếp hỏa tinh oan trái nghiệp quả đóng của cung tài bạch là vì tiền mà hại thân đây này, này anh chị nha cô thần quả tú là có thể giữ được tiền theo tử là có nguồn tiền kín đái kín đáo cự môn thì có thể làm trong những ngành nghề liên quan ăn nói giao tiếp giao tế ngoại giao chính là cự môn còn hóa quyền hóa quyền đúng cự môn yêu hóa quyền là lời ăn tiếng nói rất là đanh thép làm ngành nghề ăn nói cũng rất là hợp với bạn này rồi thiên đức phúc đức thì thông minh may mắn cắt lành trong khoản tiền bạc như về cơ bản cung tả bạch này rất hung tiền bạc là xem ra là nó không được tụ cho cho lắm đâu à, nên để vào cái lĩnh vực nào đó đi ví dụ như bất động sản hoặc là tìm cái người tin tưởng mà giữ chứ không đồng chí này thì xem ra là cái cung tiền bạc không vượng có rồi lại hết nói chung là địa không địa kiếp hỏa tinh mà nó lâm vào cái cung tài bạch như thế này rất gian nan mệnh cách là, lại là à, mệnh lại ôm cái sao thiên không ở trong người nói chung trắng tay bất cứ lúc nào đồng chí này tốt nhất nên không đi nên không đi theo cái con đường kinh doanh mà nên đi theo con đường chuyên môn thì tốt hơn anh chị nhá rồi là lá số này nếu làm trong nhà nước cũng vất vả cũng gian nan lắm tướng quân quốc ấn này gặp một tuần này học một đằng làm một nẻo này tiếp theo cung cự hóa quyền thì gặp địa kiếp hỏa tinh này rồi gì thái dương thì gặp triệt không gặp triệt thì cũng hãm địa thái thiên cơ thái âm gặp phục binh nói chung là trùng trùng điệp điệp thập diện mai phục mặc dù tướng quân quốc ấn phục binh thiên hình là, cái bộ cách gì là bộ cái bộ cách binh hình tướng ấn binh hình tướng ấn mà đi với cái sao thái dương nó hội chiếu vào mệnh như thế này thì nói chung là làm cho nhà nước được những độ rủi ro nó hơi cao rồi tiếp theo chúng ta sang cung phúc đức phúc đức có thiên đồng như thế này thì tốt thanh long thì nói chung là đang vượng thanh long mộc dục thừa vạn phát dĩ thanh quan là rất là tốt ở cung phúc đức tiếp theo có thiên chủ này có thiếu âm này phúc đức là thiên đồng thì rất là hợp cách thiên đồng cũng như là thiên lương là hai đại phúc tinh đóng ở cung phúc đức thì may mắn cát lành nhưng mà thiên đồng nó hãm địa thì mức độ à, à, mức độ nó vừa phải thôi nó không quá tốt lắm đâu nó không quá rực rỡ lắm đâu nhưng về cơ bản thiên đồng là một cát tinh là một phúc tinh đóng ở cung phúc đức là tốt đặc biệt là có thanh long thanh long là vui vẻ hỉ tín may mắn thanh long là rồng đấy Thanh lòng rồng đóng cung Phúc Đức rất là tốt anh chị nha. Nhưng cung Phúc Đức này hiện tại đang có rất nhiều cái xấu xa đang xâm phạm. Phục binh này, linh tinh này, hóa kỵ này, đại hao này, địa kiếp này, hỏa tinh, địa không rất rất nhiều sát tinh anh chị nhá. Cần kiểm tra lại mồ mả ông bà gia tiên xem nó có những cái gì xấu xa nó xâm phạm vào không. Sông suối ao hồ người ta đào bới hoặc là dễ cây rồi là à, chuột bọ à, các, các loại côn trùng, con vật nó đang xâm nhập vào mồ mả. Rồi kiểm tra lại vấn đề đấy giúp tôi cung phúc đức này tiếp theo cung thiên di rồi cung thê thiên lương đi thê mà bình thường mà thiên lương thiên lương cư ngọ là quan thanh hiển đấy thương lượng thiên lương cư ngọ người ta gọi là thọ tinh nhập miếu cách cục là cơ nguyệt đồng lương đấy, nhưng mà hội địa không đã thấy là cái oan trái nghiệp quả tình duyên nó, nó bắt đầu có sự tan nát rồi lương đi với địa không đấy thiên lương là gì là thiện lương là hiền lành là chăm chỉ là tốt tâm là tốt tính nhưng mà thiên lương đi với địa không nó là gì mặt khác của nó là hình khác mặt khác của nó là chia ly mặt khác của nó là cô đơn cô quả chính là cái sao thiên lương này cô độc cũng là sao thiên lương này thế nên lương đi với địa không là thân cư thân cư thê như thế này nói chung là trước thì hay nhưng mà càng về sau càng thấy dở người ta gọi là bó thì thương mà vương thì tội chính là thân cư thê mà gặp sát tinh như thế này địa không không những địa không mà lại còn phục binh ở đây anh chị nha đào hoa ở đây này thiên diêu ở đây này phục binh đào hoa thiên diêu mộc dục những cái sao tình duyên tình ái nó chiếu vào đây nói chung hơi nan giải một chút cho cùng cái phu thê này nhìn sơ qua thiên lương ngũ hành mộc đối thổ cũng rất hợp với mệnh mộc cục mộc nhưng mà cho con địa không vào đây là tan nát rồi tiếp theo tam thai bát tọa cũng vợ sau này cũng rất là phong độ đại trượng phu cũng rất là đàn ông thiên quan tốt tâm tốt tính nhưng mà có cái địa không ở đây thì cái sự xung khắc về mặt tình duyên rất nhiều đấy phi liêm địa giải cũng tốt này suy thì tình cảm đi xuống này trực phù vợ ăn ngay nói thẳng rồi cuối cùng là có cái gì đó nó không hợp tính nhau đấy là cái này đặc biệt con nặng nề nhất là cái con địa không như này mệnh bạn này lại hồng không cô quả thân cư thê lại thiên lương đi với địa không thiên lương thiên lương mộc chủ thọ tinh cầm lòng nhân đức tính lành tứ lương tính là thiên lương thiên lương thì hiệu viết phúc thần à, tính hiền mà có phần thủy chung nhưng mà đi với địa không đi với phục binh đi với đào hoa đi với thiên diêu đi với mộc dục thì hơi khó nói ở cái cung thê này nói chung là cơ bản cung thê rất là xấu rồi tiếp theo chúng ta sang cung phụ mẫu ạ. Đây, cung phụ mẫu Văn Xương Văn Khúc Ân Quang Thiên Quý, bố mẹ là trọng tình trọng nghĩa rất đồng chí này ra ngoài sau này rất dễ có bố mẹ nuôi, chính mệnh thì có sao dưỡng, mệnh mệnh tài quan có sao dưỡng chiếu vào cái thứ hai có Ân Quang Thiên Quý, có Văn Xương Văn Khúc. Bố mẹ nói chung là không bằng cấp thì dụng cả cũng là người thông minh học hành học hành tư duy trí tuệ là tốt, chính là Xương Khúc Ân Quang Thiên Quý. À, cái tốt ở đây là tốt trong cái trường đời anh chị nhá đại tiểu hao ở đây là xem ra bố mẹ cũng phải hao tổ, tài tốn của đồng chí này khá là nhiều tại vì sao mệnh bạn này là có thiên hình tướng quân rất dễ liên quan đến mổ xẻ các thứ cung tật ách là gì tử vi tham lang đi với linh tinh hóa kỵ đại tiểu hao bạch khổ nói chung là cung tật ách rất xấu cũng may có tử vi tham lang đi với thiên khổ, tử vi đi với thiên khôi nhưng mà linh tinh hóa kỵ đại hao bạch khổ tăng môn những cái bệnh liên quan đến mẫu liên quan đến huyết rất là cao bố mẹ lại có đại tiểu hao, như vậy là hao tài tốn của, có cái gì đó tăng môn bạch Hổ lại buồn phiền vì đồng chí này, rồi buồn phiền vì nhau, buồn phiền vì đồng chí này, cung phụ mẫu là vô chính diệu, đắc tướng phủ triều viên, đắc thiên mã, đắc xương khúc khôi việt, như vậy bố mẹ cũng là những người rất năng động, rất nhanh nhẹn. rồi tiếp theo thì cung phụ mẫu vô chính diệu lấy cung thiên, lấy cung mão đối cung để luận. cung mão là gì? tử vi tham lang đi với thiên khôi, à, đi với thiên khôi, đi với tả phủ, đi với văn tinh linh tinh hóa kỵ đại hao xem ra bố mẹ cũng xung khắc nhau đây này ví dụ con hóa kỵ này xung khắc bất mãn về mặt lời nói này tiếp theo con linh tinh này càng xung khắc thì lại càng là càng xung khắc thì gây ra cái sự đoạn thọ nó không hay đại tiểu hao tình cảm đi xuống tam môn bạch khổ u sầu buồn sầu nhưng mà ở đây có một cái điểm là tham linh đắc địa anh chị nhá tử vi đi với tham lang linh tinh nhưng mà linh tinh ở đây đắc địa lại còn đi với cả thiên khôi nữa thế nên là bố mẹ nói chung không giàu sang cũng là dạng khá giả xương khúc đi với quang quý đi với khôi việt đi với thiên mã năng động nhanh nhẹn thiên mã là tài tinh cái thứ hai tham lang đi với linh tinh tham hỏa miếu cách phu ông tham linh tịnh thủ tướng hùng vang danh chính là cái bộ sao này đấy cung bố mẹ nó chắc chắn là ít nhất là xung khắc về mặt thị phi rồi còn cụ thể với bố mẹ phải xem hai cung phu cung thê của bố với mẹ bạn này cơ Nhưng một phần ở đây nhìn ra nó như vậy đừng để nó lên cao quá mà linh tinh là đoàn thọ sát tinh này, tham lang đi với linh tinh giàu có xong rồi phúc thọ nó không được cao chính là cái cung tật ếch này nó nói lên một phần cung phụ mẫu này tiếp theo chúng ta sang cung nô bộc nô bộc gặp triệt nói chung là không có duyên bạn bè là cái thứ nhất xa cách chia ly cái thứ hai phủ gặp triệt thì nói chung là không hợp tác kinh doanh làm ăn buôn bán được với bạn bè đâu đấy phủ gặp triệt tiếp theo là có thai ở đây thai đi với kình dương nói chung cẩn thận các cái mối quan hệ không lại gây ra xích mích về mặt tình duyên gia đạo chính là cái tổ hợp cung thai đi với kình dương ở cái cung nô bộc này anh chị nha thân bạn này lại cư thê lại có gì lại có phục binh thiên diêu đào hoa mộc dục sao tình duyên tình ái nó chiếu vào cái thân của bạn này tiếp theo cái cung nô bộc lại có thai đi với kình dương rồi tiếp theo quan phủ có kẻ phản bội tế phá có kẻ chống phá mình, phá toái có kẻ hại mình, thiên hư thì đau, cuối cùng buồn phiền về phía mình, hồng không dễ đi tu. Đầu quân cô đơn, thiên thương. Thiên thương thì lúc nào ở cung nô bộc anh chị nhá. Nói chung là nếu mà gặp nhiều cái sao xấu như thế này thì chúng không ổn lắm cho cái cung nô bộc này. Quan lộc nhị hợp với nô bộc, bình thường nô bộc nó tốt thì có thể kết hợp để làm ăn, để kinh doanh, để buôn bán để làm giàu. Nhưng cung nô bộc này là vứt đi rồi. À, nói chung là kết hợp sẽ có nhiều cái sự không hay và đồng chí này tốt nhất là mệnh vô chính diệu này tốt nhất là làm chuyên môn đi làm chuyên môn đi chứ không nên lao vào kinh doanh lao vào kinh doanh cuối cùng con thiên không vứt đi thôi rồi tiếp theo cung tử tức một cái cung có thể nói là gì sáng nhất sáng nhì ở trong cái lá số này anh chị ạ còn cung huynh đệ sáng đẹp này cung tử tức sáng đẹp còn lại các cung khác tôi thấy nó cứ trục trà trục chặt cung phụ mẫu cũng được này rồi cung từ tức là thiên tướng nam đầu tinh Dễ sinh con trai đầu lòng là cái thứ nhất Thiên tướng đi văn xương văn khúc đi với thiên việt Nói chung là con cái sau này đẹp thông minh học hành giỏi lắm Thủy tinh thiên tướng kể đi ấy người tướng mạo uy nghi thanh nhàn Tính thời chẳng chịu nói càn làm người nhiệm nhặt thanh nhàn chẳng chơi Miếu cung thì tài cán hơn người đấy Miếu cung tài cán hơn người để đắc địa anh chị nha Hám cung sở hám cung thờ phụng sửa nơi làm thầy bét nhất thiên tướng làm thầy rồi Đấy, tướng đi văn xương văn khúc là học hành là thông tuệ con cái là sau này khôi ngô tuấn tú đẹp đẽ giỏi giang ân quang thiên quý thì nói chung là con cái gần như nó là quý nhân con cái là quý nhân con cái con của trời con của phật và thiên khôi thiên việt cũng là thông minh xuất chúng ý thân là có niềm vui này đường phù tốt này thiên phúc là cát lành này rồi thiên mã thiên mã sau này thì xem ra bố mẹ và con cái không hợp không ở gần nhau lắm mệnh nhị hợp với tử tức nhưng mà có thiên mã là chỉ chỉ sự dịch chuyển sự chỉ, chỉ cái sự chuyển động con cái lại Thiên Mã lại có hóa lộc chiếu về như thế này, sau này xem ra là à, đi xa lập nghiệp làm ăn, không cần bố mẹ nhưng cơ cơ, cơ bản là Thiên tướng rất tốt tâm, rất tốt tính, rất hiền lành, rất đàn ông. Rất ga lăng, yêu thương cái người khó khăn, thích trợ giúp cái người hoạn nạn, chính là Thiên tướng. mệnh bạn này là mệnh mộc cục lại là cục mộc thủy tinh Thiên tướng thì là ngũ hành thuộc thủy sinh cho mộc thế nên là sau này được nhờ con nhờ cái, còn vợ thì tôi không chắc lắm, nói chung rủi ro rất cao nếu không biết cách khắc phục. Còn nói về cái cách khắc phục, cách khắc phục bình thường nhất thì hai người phải xa nhau đấy. Nhưng xa nhau lại có cái rủi ro của phục binh, của đào hoa, của thiên diêu, của mộc dục. Ở gần nhau thì lại địa không, nó lại xung khắc. Thế có dở không? Thế nên là tốt nhất nếu mà ở gần nhau mà xung khắc thì hai người phải kiềm chế cái cá tình lại một chút. Lấy cái gì chung, lấy cái gì tốt nhất để sống thì nó sẽ tốt hơn. Bản chất của thiên lương không hề xấu nhưng mà dính vào con địa không thì nó hiện tượng nó xung khắc nó như vậy. Tiếp theo xong cung huynh đệ một cái cung rất là đẹp cung huynh đệ liêm trinh thất sát một nam một bắc như vậy trai gái đầy đủ cái thứ hai là đắc thái tuế như vậy anh em chính trực đàng hoàng cái thứ ba là đắc gì đắc đế vượng à, đông anh đông em nếu bố mẹ sinh nhiều chàng sinh đế vượng vốn dòng đa nhân và anh em tốt tâm tốt tính hiền lành nhưng mà liêm trinh thất sát thì cũng hơi nóng tính thái tuế chính trực thẳng tính tiếp theo là thai phụ phong cáo bằng cấp đầy mình tấu thư ăn nói dễ nghe hoa cái cốt cách cao sang quyền quý rồi cung huynh đệ rất là đẹp đắc bảo phú bật đắc hóa lộc ở đây À, đắc tảo Phú vật đắc hóa lộc ở đây đắc hóa lộc ở đây đắc thiên khôi ở đây linh tinh hóa kỵ cơ bản cung huynh đệ rất là đẹp ạ à. à, cơ bản cung huynh đệ rất là đẹp toàn những cái sao tổ hợp rất là cát lành mặc dù là có linh tinh này á, linh tinh hóa kỵ chiếu vào này mặc dù có kình dương này có đà la nhưng cái tổ hợp sát phá liêm tham thì nói chung nó không ngại cái bộ linh kình đà ba con này lắm không ngại lắm mà ở đây là cung huynh đệ chứ không phải là cung mệnh của bạn này rồi tiếp theo vào cái cung tật ách Cung tật ách thì giàn nàn lắm anh chị ạ Xấu Đây tật ách có tử vi tham lang Tham lang đi với hóa kỵ thì dễ bị hôi nách Đấy tham lang đi với hóa kỵ Rồi tử vi thì giải tai giải hung giải bệnh rất là tốt Có điều là cái gì công danh tài lộc nó không được cao Chính là sao tử vi đóng cung tật ách Tham lang đi với linh tinh Linh tinh là gì điện lửa sấm sét súng ống đạn dược Linh tinh ngũ ảnh thuộc hỏa chủ về đau đầu căng thẳng sợ chết Chính là sao linh tinh Hóa kỵ là gì hóa kỵ là trúng độc ngộ độc thức ăn rồi đấy bạn cần phải, phải cẩn thận phòng trừ những cái loại đấy tiếp theo đại tiểu hao là bệnh dạ dày bạch hổ tăng môn là bệnh chủ về máu huyết đấy chủ, bạch hổ đi với linh tinh chủ về máu huyết nó lưu thông nó không đều sau này suy nghĩ nó vừa phải thôi có tử vi có thiên khôi thì có sự giải hung giải tai giải bệnh có tả phù bật xem ra là bệnh đấy đông cũng lắm bệnh đấy tiếp theo văn tinh chả ý nghĩa gì thiên tài giải thần phượng các phượng các đi với hóa kỵ xem ra cái tai của bạn là nó hơi kém cái việc nghe ngóng các thứ là nó không được Uh, không 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 được uh, kiểu như là người ta con mắt có thể cần thị Còn tai thì người, nó nghe hơi kém Phượng Các đi với Hóa Kỵ đi với Linh Tinh mặc dù Phượng Các đi với kinh Dương là tai kém nhưng mà Phượng Các mà gặp Linh Kỵ ở đây như thế này cũng là hiện tượng tai không, hơi kém mà. Sinh Mộ Vượng thì nói chung là tốt, tốt thì tốt thật nhưng đóng cung của tật ách là có cái bệnh gì lâu ngày không khỏi, bệnh nhỏ thôi. Nhưng mà có một cái điều bạn yên tâm là mệnh vô chính diệu, mệnh vô chính diệu đắc của bạn là đắc 30, đây thiên không, tuần không và triệt không bác ba không nhưng mà nhưng mà các cái cung mệnh tài quan như này, cung tài cung quan cung thiên di toàn là những cái sao hãm địa nó chiếu về nếu mà tốt thì đúng là như phú quý khả kỳ thật đắc là ba không thường người mệnh vô chính diệu thì nói chung là không có những cái hung họa quá nguy hiểm liên quan sức khỏe bệnh tật đâu nhưng bé thì nó, sức khỏe nó hơi yếu thôi thì chú ý cái tuổi nhỏ tuổi bé thôi đấy mà mệnh lại phụ mẫu lại gặp tuần như thế này có hiện tượng là không hợp xa cách nhau ra là tốt rồi tiếp theo cung Điền Trạch, Điền Trạch nói chung là vũ khúc phá quân hóa lộc sau này có thể kinh doanh vì Điền Trạch. Điền Trạch nhưng phá quân thì trước hết là nó phải phá nát cái tổ nghiệp đi đáng thì sau này nó mới thành công chính là phá quân. Đà La là cản trở trường sinh sau này nhà cao cửa rộng này, chính là chàng sinh. Đắc Tứ Linh là nhà lắm nước này, lắm nguồn nước này. thai phụ phong cáo nói chung vũ khúc đi hóa lộc là có thể kinh doanh buôn bán đất đai được, lại có tả phủ bật, lại có khôi việt, có quý nhân trợ giúp. Cung Điền Trạch này nói chung là khá là ổn anh chị nhá. Đấy cung điền trạch trước hết là phá quân Phá quân mà đóng một cung điền cung tài Thì trước hết nó phải phá giản lắm Sau đó thì nó mới lên được Đồng chí này có thể kinh doanh buôn bán đất đai được Như mệnh thiên không thì nói chung làm ăn nên vừa phải nên cầm chừng Chứ không độ rủi ro rất cao Đặc biệt là những cái vận đầu 3 đầu 4 Mà có cái địa không địa kiếp hỏa tinh ở đây bạn này được cái vận 33 khá là đẹp Còn vận 23 thì nói chung mới khởi đầu Nhiều gian nan nhiều vất vả nhưng không đáng ngại Nhưng vận 43 tiền bắt đầu có rồi Quyền bắt đầu có rồi Là xấu đấy rồi đấy là cung điền trạch nhá cung điền trạch cơ bản là đẹp cũng không xấu gì cả tiếp theo đi vào các cái đại vận của bạn này đầu tiên là đại vận 13 đến 22 liêm trinh thất sát đắc địa gặp thái tuế gặp đế vượng gặp tấu thư hoa cái tấu thư và đi với bạch hổ người ta gọi là hổ đội ảm sắt tức là hiện tượng là học hành thi cử công danh tài lộc là tốt đi với thái tuế tốt đi với đế vượng hay liêm trinh thất sát cái cục ở đây gọi là hùng tú triều nguyên cơ bản là cát lành may mắn hành thông thuận lợi chính là liêm trinh thất sát rồi 13 đến 23 Liêm chính thất sắc là xỉu mùi lộ thượng mai thi Cái đấy không phải Nó mà đi với nhiều hung sát tinh hình Đi với hình đi với kỵ Thì nó mới rủi ro cao Nhưng mà ở đây cái bộ huynh đệ này gần như chả có cái sát tinh nào có linh tinh có hoa kỵ nhưng mà nó chia tam một chiếu thôi anh chị ạ à. kình dương bị chế ngự ở đà lạt không đáng ngại rồi 13 đến 22 là như vậy tiếp theo đại vận từ 23 đến 32 nói chung là đại vận này là nói chung phải tu tâm dưỡng tính thôi đại vận này nói chung đừng ham hố công danh lên cao được một tí rồi cuối cùng cũng mất thôi chính là thiên lương đi với địa không đại vận này là phấn đấu trong gian khổ trong gió khó khăn đấy anh nhá thiên lương thiên lương đi với địa không có phục binh đào hoa thiên diêu mộc dục nói chung đại vận này tình duyên tình ái sức khỏe công danh tình duyên tình ái là nó không được hà tốt cho lắm đâu đặc biệt là khoản tình duyên còn cái thiên lương nó không chủ về công danh nó không chủ về tài lộc nó chủ về nghiên cứu nó chủ về tu hành là chính thế nên đại vận này tốt nhất là học hỏi thôi mới ra trường thì cũng chỉ là học hỏi thôi tu tâm dưỡng tính là chính thôi là đại vận này còn trong cái đại vận này lấy vợ nhiều cái sự trục trặc nhiều sự gian nan nếu mà có một lời khuyên thì tốt nhất là tôi khuyên là nên lấy muộn một tí tầm 30 mươi nó tránh được cái sự xung khắc ở trong đại vận này 23 đến 32 thì mắc phải hai năm cái đại vận xấu thôi thì nó cũng sẽ đỡ người con trai thì nó không đáng ngại đấy là lời khuyên của tôi Tiếp theo đại vận 33 này Đại vận 33 mà gặp thiên mã thì dễ xuất hành đi xa mà thành công thành danh Tiếp theo văn dương văn khúc cũng là cái công danh khoa bảng tốt Thiên Việt cũng tốt Thiên Việt quý nhân là hiện tượng cấp trên nâng đỡ Ân quang thiên quý là Phật đội trời che thần trợ giúp Thiên phúc may mắn cát lành Đặc biệt là thiên tướng hoa khí là công danh chủ về ấn Hoa khí là ấn chủ về công danh thế nên cái hạn cái vận mà từ 33 đến cái vận 42 là cái vận này nói chung công danh tài lộc các thứ là đầy đủ cả đặc biệt là hay về điều đi xa chính là con sao thiên mã càng đi xa lại càng có, lợi hơn có lợi thứ nhất ở cung thiên di ngại mỗi con phục binh nhưng về cơ bản thiên cơ đi với thái âm đi về hoa khoa về cơ bản cung thiên di nó rất là cắt lành thế nên đi xa rất là cát lành rồi tiếp theo đại vận 43, đại vận 43 cự môn điều hóa kiển, hóa quyền địa kiếp hỏa tinh đấy, cự môn điều cô quả cô đơn buồn phiền chán nản. À? Cự môn đi với địa kiếp hỏa tinh thất bại vì tiền, đại vận này thì đừng có làm liều, đừng có đầu tư to, chết dở đấy. Ví dụ cự môn hóa quyền có mua quan dùng tiền để tiến thân cũng không thành công đâu. Cự đi với quyền đi với địa kiếp hỏa tinh, cô thần quả tú đi với thiên không thì cuối cùng trắng tay. Nói chung là cái đại vận này là cái đại vận làm sao giữ được cho nó bình yên những cái kết quả mình đạt đạt được là tốt nhất. Đấy chính là đại vận 43. Tranh chấp thị phi buồn phiền đấy. Tiếp theo là thất bại rủi ro địa kiếp đi hỏa tinh. Cô thần quả tú cô đơn hạn thì hạn đến thiên không. Rồi tiếp theo đại vận ba xấu. Đại vận 63 thì nói chung khá lên một tí, nói chung là đồng đồng chí này đại vận nói chung là nhìn nó liền xỉa hết được mỗi cái đại vận 33 thôi. 53 là gì ở ừ, 53 thì nói chung là xấu về mỗi tật ách thôi còn các cái vấn đề khác thì về cơ bản là tôi thấy vẫn ổn tham đại tiểu hào báo dậu tốt này bạch khổ tăng môn đắc địa này tham lang đi với linh tinh phát tài phát lộc phát công danh tử vi đi với thiên khôi đi với tả phú, bật đi với tứ linh đi với sinh mộ vượng cũng là cái tốt nhưng mà sức khỏe hơi đáng lo ngại thế thôi Đấy, cái đại vận 53 chủ yếu là sức khỏe sức khỏe tôi nói rồi Đấy, linh tinh đau đầu thăng căng thẳng stress hóa kỵ chúng độc ngộ độc thức ăn thổ tả đại tiểu hao bệnh liên quan dạ dày đại tràng các thứ bạch khổ tăng môn bệnh về máu bệnh về huyết làm việc đừng căng thẳng quá mà máu huyết nó lưu thông không tốt là cái đại vận năm ba rồi tiếp theo sức khỏe mà có vấn đề thì nói chung là nhìn sang cung phúc đức ấy, tật ách nhị ở cung phúc đức Đấy, cầu cúng ông bà gia tiên thì nó sẽ đỡ hơn rất nhiều rồi anh chị nha chúng ta sẽ dừng lại ở đại vận năm ba sáu ba còn đại vận sáu ba thì khá hơn cũng là cách cơ nguyệt đồng lương có thiên cơ thái âm hóa khoa long đức cũng là may mắn cát lành Nói chung là xấu nhất của bạn này là cái đại vận từ 43 đến 52 Đại vận này nói chung là phòng tránh mọi sự rủi ro Nên giữ vững được những cái thành quả mình đã đạt được Nếu không thì nếu không thì sẽ trắng tay Chính là hạn đi đến thiên không địa kiếp Hạng võ ngộ anh hùng thiên không táng quốc Thạch sùng hào phú phùng địa kiếp vong ra Đấy chính là cự môn đi với địa kiếp đi với hỏa tinh rồi, cho đặc biệt với cái là cái lá số này trong các mối quan hệ tình yêu tình ái là trong các mối quan hệ của người khác giới phải hết sức cẩn thận nếu không sẽ gây ra nhiều sự thị phi nhiều sự tranh chấp nhiều sự không hay rồi xin chào hẹn gặp lại anh chị ở các là số tiếp theo ạ